Ngày hôm nay tôi có một sản phẩm rất là thú vị, đó là một chiếc chảo trong bên POPG. Tất nhiên là chiếc chảo này thì được làm từ một cái nguyên liệu là gan. Và trong game thì chúng ta dùng cái chảo này để bạc nhau, để đỡ đạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ dùng nó để đánh trứng. Vâng, đúng là công dụng một chiếc chảo. Và vì chiếc chảo này được làm cái kích thước nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy nên là quả trứng của tôi cũng rất nhỏ, đó là một quả trứng chim cút. Và ngày hôm nay tôi sẽ dán quả trứng này trên một cái bo mạch chủ, đó là bo mạch chủ MSI 370. Và một cái con chip khá là mạnh, đó chính là chip Ryzen 1600X. Với CPU và bo mạch chủ như thế này thì nhiệt độ khi máy chạy sẽ rất nóng, vì vậy nhiều khả năng thì trứng có thể chín hoặc không. Chúng ta hãy cùng kiểm tra nhé. Chúng mình đã thử nấu cái trứng này trên cái CPU Ryzen 1600X và trên cái bo mạch chủ là X370 của MSI. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là màu sắc của trứng đã thay đổi. Và mình có thể rạch ra xem là trứng nó đã chín ở mức độ nào nhá. Khá là nóng đấy. Thật ra là trứng thì nó cũng chưa chín hẳn và rạch ra thì nó vẫn còn đồng đào ở đây. Nhìn hơi ghê. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở bên ngoài lòng trắng của nó đã chín hết rồi. Đây, bấm vào khá là cứng. Mình sẽ xúc lên cho các bạn xem. Phía dưới chảo thì lòng đỏ của trứng cũng đã chín. Đấy, nhìn hơi ghê. Như này thì ăn thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà muốn an toàn thì các bạn nên để thêm tầm khoảng 15 phút nữa. Đấy, và bây giờ thì chúng ta đã có một cái món trứng được chế biến trên một chiếc CPU Ryzen 1600X với một bo mạch chủ của MSI và một chiếc chảo POPG. Chiếc chảo này hiện đang bán ở Anfat với giá là 99k. Nếu các bạn thấy yêu thích hay là hứng thú thì các bạn có thể liên hệ với trang web của chúng mình để các bạn nhận được sản phẩm này. Và đừng quên là truy cập trang web Anfat PC để có thể cập nhật những tin tức về máy tính cũng như là xem giá những sản phẩm khác tốt hơn. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Mình sẽ nấu nốt cái trứng này lên để ăn trưa vậy.